Thưa quý vị, toàn bộ hệ thống của công ty chứng khoán VN Direct bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế từ 10 giờ sáng 24 tháng 3 năm 2024. Trong phiên giao dịch chứng khoán hôm qua 25 tháng 3 và hôm nay 26 tháng 3, hàng triệu khách hàng của VN Direct không thể giao dịch qua hệ thống này. Vâng, đây là sự cố vô cùng nghiêm trọng bởi VN Direct là công ty đứng thứ 3 về thị phần môi giới trên sàn HOSE trong năm 2023 với quy mô là 83.000 tỷ đồng tài sản quản lý cho nhà đầu tư. Cho tới thời điểm hiện tại, hệ thống của VN Direct vẫn chưa thể truy cập. Nhiều nhà đầu tư đang ngồi trên đống lửa lo lắng về tài sản của mình. Thậm chí có người còn hăm dọa kiện nếu không thể cắt lỗ. Hiện Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát cảnh báo khẩn. Nhiều chuyên gia đặt nghi vấn về mức độ nghiêm trọng khi VN Direct bị tấn công từ bên ngoài. Và có lẽ vấn đề được đặc biệt quan tâm lúc này là quyền lợi của nhà đầu tư sẽ như thế nào. 9 giờ sáng ngày 26 tháng 3, tại trụ sở công ty chứng khoán VN Direct ở Hà Nội, một số nhà đầu tư đã đến để làm rõ về khả năng giao dịch và trách nhiệm của VN Direct. Dù được cam kết rằng tài sản và thông tin cá nhân không bị ảnh hưởng, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn lo lắng khi việc không thể giao dịch bị kéo dài. Anh T đã mở tài khoản giao dịch từ năm 2020 với mong muốn có thu nhập thêm ngoài công việc chính nên anh chọn VN Direct làm nơi đầu tư chứng khoán. Suốt 4 năm, anh T cho rằng công ty chứng khoán chiếm thị phần lớn thứ 3 tại Việt Nam này luôn đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư. Tuy nhiên sự cố lần này khiến không chỉ anh mà nhiều nhà đầu tư khác choáng váng. Ngày thứ hai ngủ dậy chuẩn bị vào làm việc thì đầu tiên là theo thói quen thì là đăng nhập trước thì không biết đăng nhập được thì mới vào thì mới phát hiện ra là VN Direct gặp vấn đề. Thì biết hôm thứ hai. Cảm giác thì khá là lo âu và sửng sốt vì là lâu vì tài sản của mình trong ngân hàng trong công ty chứng khoán cũng khá tương đối nhiều. Và cũng tuy nhiên thì cũng hy vọng là thứ hai người ta sẽ giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên thì hết ngày thứ hai mà càng ngày lại báo chí lại càng lên nhiều thông tin hơn. Nên thúc đẩy cho mình quyết định là thôi lên thứ ba phải lên để hỏi cho ra nhẽ. Với việc không thể giao dịch trong cả phiên ngày 25 tháng 3 và đến thời điểm này là ngày 26 tháng 3, sự cố vẫn chưa được khắc phục. Anh T đến tận công ty để hỏi về trách nhiệm của VN Direct. Nhưng theo anh, câu trả lời là chưa thỏa đáng. Anh T bày tỏ mong muốn nhanh chóng lấy lại tài sản, chuyển sang đầu tư ở công ty chứng khoán khác với yêu cầu bảo mật cao hơn. Bây giờ không giao dịch được thì gần như là phó mặc cho thị trường thôi. Chứ còn nhà đầu tư hoàn toàn không thể kiểm soát được cái tài sản của mình. Và công ty chứng khoán họ cũng trả lời là họ cũng bó tay cho trường hợp này. Họ chỉ bảo vệ tiền và cổ phiếu trong danh mục. Chứ còn biến động thị trường thì đó là hoàn toàn là do thị trường quyết định. Mong muốn của tôi bây giờ hiện tại là chỉ lấy được tiền và cổ phiếu càng sớm càng tốt để chuyển sang công ty chứng khoán khác. Và cái việc lựa chọn tiêu chí của công ty chứng khoán khác của tôi bây giờ nó cũng trở nên khắt khe hơn. Và tôi cũng sẽ cẩn thận hơn trong cái việc lựa chọn công ty chứng khoán. Chứ không chỉ đơn thuần là chỉ lên Google tìm công ty nào có thị phần lớn nhất. Mà bây giờ tôi ưu tiên về mặt bảo mật và an toàn nhiều hơn. Vâng, rõ ràng có lý do để nhà đầu tư hoang mang và lo lắng khi tài khoản tại chứng khoán VN Direct không thể giao dịch. Theo thông báo mới nhất từ VN Direct, hệ thống đang tiến hành kết nối lại nhưng dữ liệu quá lớn nên mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Chắc chắn rằng công ty này đang phải làm tất cả để khắc phục sự cố và đứng mừng theo thông báo của họ toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng đều được bảo đảm trong trạng thái an toàn, không bị ảnh hưởng. Vấn đề còn lại là sớm phục hồi dịch vụ để nhà đầu tư có thể đặt lệnh trở lại. Thưa quý vị, hiện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm thời ngắt kết nối với VN Direct cho đến khi công ty này khắc phục được hoàn toàn sự cố để đảm bảo an toàn cho hệ thống giao dịch. Không truy cập được đồng nghĩa các nhà đầu tư có tài khoản tại VN Direct sẽ phải đứng ngoài cuộc chơi trong phiên khớp lệnh mở cửa. Trong khi thị trường hiện tại đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty chứng khoán để giành thị phần. Vậy sự cố tại VN Direct liệu có khiến công ty này mất điểm? Những rủi ro có thể xảy ra với các nhà đầu tư là gì? Ngay lúc này chúng tôi đã kết nối với ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Azifin Việt Nam để lắng nghe ý kiến từ vị chuyên gia chứng khoán này. Xin mời trên quay kết nối ạ. Vâng, thưa chuyên gia, thì hệ thống của VN Direct đang gặp sự cố khiến các nhà đầu tư không thể giao dịch. Vậy việc không thể đặt được lệnh có thể gây ra những thiệt hại ra sao cho các nhà đầu tư thưa ông? Ngày 24 tháng 3 năm 2024 thì VN Direct đã bị lỗi hệ thống
Cụ thể đây là qua thông báo của công ty cho thấy là bị một nhóm ở trên quốc tế họ tấn công. Thì cái việc này khiến cho nhà đầu tư không thể đăng nhập vào thực hiện giao dịch hay là các cái thao tác khác như là chuyển tiền vân vân. Thì từ đó khiến cho các nhà đầu tư sẽ có thể nhỡ mất các cái cơ hội khi họ muốn đầu tư, hoặc có thể không cắt lỗ kịp thời đối với những nhà đầu cơ cổ phiếu, đặc biệt là những nhà đầu cơ liên quan đến gọi là chỉ số VN Index, tức là chứng quyền và phái sinh đó. Thì từ đó có thể khiến cho nhiều tài khoản bị ảnh hưởng nhất định trong cái trường hợp thị trường chứng khoán diễn biến xấu xảy ra. Ngoài ra thì một số nhà đầu tư thì họ không thể thực hiện theo các cái kế hoạch đã đề ra, làm nhỡ kế hoạch của họ chẳng hạn. Ví dụ như họ cần tiền chuyển ra sử dụng vào các công việc của mình, nhưng mà hiện nay thì không làm được điều đó. Vâng, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về quyền lợi của khách hàng sẽ giải quyết ra sao nếu thị trường này biến động mạnh. Vậy liệu với sự cố như trên thì các nhà đầu tư cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình thưa ông? Thực ra về cái vấn đề này thì VN Direct thì cũng là một cái yếu tố không mong muốn của họ thôi. Thế do đó là đây có thể xem xét vào một cái yếu tố gọi là bất khả kháng. Bởi vậy cho nên cái vấn đề quy trách nhiệm hiện nay là chưa có tiền lệ và vô cùng là khó có thể xác định rằng thiệt hại như thế nào. Chính vì thế cho nên là việc cần làm của nhà đầu tư hiện nay ấy, đó là hãy bám sát theo dõi những cái thông báo từ các cơ quan chức năng như là HOSE, như là HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Bên cạnh đó thì có những cái thông báo từ các cơ quan chức năng như là VN Direct, họ đã hợp tác cùng các cơ quan của Bộ Công an chẳng hạn. Và chúng ta cũng theo dõi sát diễn biến từ cái việc này thông qua các cái thông báo trực tiếp từ công ty. Ngoài ra thì các nhà đầu tư lưu ý là có thể gọi là liên hệ với các bạn môi giới chăm sóc tài khoản của các anh chị, cũng như là các bạn hotline để có thể cập nhật thông tin một cách kịp thời nhất có thể. Còn hiện nay thì nhà đầu tư cũng không nên quá là sốt sắng cái câu chuyện này, bởi lẽ nếu chúng ta cứ sốt sắng quá thì cũng không giải quyết được vấn đề là thứ nhất. Thứ hai, khiến cho chúng ta ngày càng lo lắng và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó thì tôi cũng cho rằng là khả năng cao nhà đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cái chứng khoán hay là các cái tiền của mình ở trong đó, do chứng khoán và tiền theo quy định của pháp luật thì là được Trung tâm Lưu ký Việt Nam họ kiểm soát riêng, và tiền cũng như chứng khoán của nhà đầu tư và công ty chứng khoán là tách bạch nhau. Bởi vậy cái việc tốt nhất hiện nay là nhà đầu tư lên bám sát theo dõi chặt các cái thông tin để chờ những cái diễn biến mới nhất ra, từ đó có những cái phản ứng một cách kịp thời. Thưa ông, thì một số chuyên gia chứng khoán đã đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư rằng là không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ. Có thể hiểu là ngoài ý nghĩa đối với cơ cấu danh mục đầu tư thì các nhà đầu tư cũng không nên bỏ hết tài sản vào một công ty chứng khoán, để nếu có sự cố thì vẫn có thể giao dịch tại sàn. Vậy ông có đồng tình với lời khuyên này hay không ạ? Về cơ bản thì tôi cũng khá là đồng tình với lời khuyên này. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên để quá nhiều công ty chứng khoán, mà chúng ta cũng chỉ nên để khoảng độ 2 công ty chứng khoán mà thôi. Để từ đó thì cái tài sản của chúng ta được phân tán ra nhiều hơn. Do đó là nếu một công ty mà có bị ảnh hưởng như trường hợp của VN Direct chẳng hạn, thì chúng ta vẫn còn một phần tài sản ở công ty chứng khoán khác để có thể vận hành một cách trơn tru hơn, làm giảm cái thiệt hại nếu có thể xảy ra. Được biết là thị trường hiện tại đang chứng kiến sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt từ các công ty chứng khoán để giành thị phần. Vậy sự cố tại VN Direct liệu có khiến công ty này mất điểm không thưa ông? Vâng, về cơ bản VN Direct là một trong những công ty có hệ thống công nghệ mạnh nhất ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó thì họ cũng thu hút được rất nhiều các nhà đầu tư cá nhân ở đây. Và có những giai đoạn số lượng nhà đầu tư cá nhân ở VN Direct cũng cao nhất nhì thị trường. Và hiện nay, do đó là việc ảnh hưởng từ cái hệ thống công nghệ ảnh hưởng rất nhiều đến các nhà đầu tư ở trên thị trường. Và với cái việc xảy ra cái sự cố có thể nói là cũng tương đối nghiêm trọng như thế này, bởi vì cũng đã hơn một phiên rồi nhà đầu tư chưa được giao dịch, thì tôi cho rằng là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cũng như thương hiệu của VN Direct ở trên thị trường chứng khoán. Và sau cái vụ việc này xảy ra thì tôi cũng nghĩ rằng có khả năng có một nhóm khách hàng sẽ chuyển dịch từ VN Direct sang các công ty chứng khoán khác, từ đó cũng ảnh hưởng phần nào đến tình hình kinh doanh của công ty trong tương lai. Với sự cố này thì VN Direct theo chuyên gia thì cần có cơ chế ra sao để đảm bảo giao dịch được liên tục, và trách nhiệm của đơn vị nếu xảy ra gián đoạn giao dịch này sẽ là gì?
Vâng, từ sự cố của VN Direct thì cũng là một lời cảnh tỉnh đối với hơn gần 100 công ty chứng khoán ở trên thị trường khác. Tức là cần phải xây dựng cái hệ thống bảo mật tốt hơn nữa. Thì như theo như Bộ Thông tin và Truyền thông có khuyến nghị thì lên bảo mật 4 lớp, thì từ đó sẽ giảm thiểu được những cái rủi ro liên quan đến hacker, liên quan đến sự cố hệ thống như vừa qua. Tuy nhiên thì cũng cần phải nhìn nhận một sự thực tế rằng đó là dù có bảo mật đến mấy nhưng mà vẫn có những cái xác suất nhất định các công ty bị tấn công. Như chúng ta đã thấy ở trên thế giới, ngay cả Facebook chẳng hạn, hay là ngay cả trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ thì cũng đã có những cái giai đoạn bị hacker tấn công và bị ảnh hưởng nhất định. Thế do đó là cái việc của các công ty chứng khoán cũng như là ủy ban chứng khoán thì cần phải ngày càng bảo mật hơn nữa để giảm thiểu cái tỷ lệ rủi ro như vậy xuống, từ đó làm bớt cái tác động đến thị trường chứng khoán cũng như đến các nhà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán. Còn về trách nhiệm đối với các đơn vị xảy ra gián đoạn này thì về cơ bản là sẽ đối chiếu theo các cái quy định của pháp luật và các cái cơ quan chức năng họ sẽ vào làm việc, và từ đó để xác định được rõ xem là cái vai trò trách nhiệm của họ đến đâu, đưa ra những cái xử lý thích hợp cho nhà đầu tư cũng như cho thị trường chứng khoán. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ACV Việt Nam Đặng Trần Phục. Thưa quý vị, VN Direct là công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu đứng thứ 3 trên sàn HOSE với 7,01% số liệu tính tới năm 2023, chỉ sau VPS và SSE. Do vậy, số lượng nhà đầu tư sử dụng tài khoản VN Direct chiếm không hề nhỏ. Tới cuối năm 2023, thì tổng tài sản của công ty đạt hơn 41.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là trên 12.100 tỷ đồng. VN Direct quản lý hơn 83.000 tỷ đồng tài sản và các tài khoản phải trả về tài sản của khách hàng. Vậy hệ thống VN Direct bị sập cùng với tạm dừng toàn bộ hệ thống và thời gian phục hồi dịch vụ là khá lâu, đang cho thấy lỗ hổng nào trong an ninh mạng? Hiện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ công ty chứng khoán VN Direct bị hacker tấn công. Nguyên nhân cách thức hacker tấn công mạng vào hệ thống VN Direct và các vấn đề liên quan trực tiếp vụ việc phải chờ các cơ quan chức năng và công ty chứng khoán công bố chính xác. Thưa quý vị, sau vụ việc công ty chứng khoán chiếm thị phần lớn thứ 3 tại Việt Nam là VN Direct bị tấn công mạng, Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng vừa có công văn cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến. Theo đó, Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu công ty này đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng hoạt động an toàn và liên tục. Bên cạnh đó, chủ động rà soát kiểm tra ngay các phương án bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của công ty, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán và các hệ thống có kết nối mạng Internet để đảm bảo khắc phục các lỗ hổng bảo mật nếu có. Thực hiện kiểm tra các quy trình giao dịch trực tuyến, quy trình kiểm soát rủi ro, quy trình sao lưu dự phòng hệ thống, dữ liệu, quy trình quản trị vận hành các hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng các biện pháp ứng phó và khắc phục các rủi ro về bảo mật tiềm ẩn. Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng yêu cầu công ty nghiêm túc, khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, phương án khắc phục nếu có cho Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị có liên quan trước ngày 1 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị, với những lĩnh vực như là tài chính, chứng khoán hay ngân hàng, do mức độ nhạy cảm của những giao dịch diễn ra hàng ngày nên các chuyên gia đánh giá là có mức đầu tư hàng đầu về bảo mật thông tin. Tuy nhiên, với sự cố tấn công mạng tại VN Direct, các công ty chứng khoán tài chính cần chủ động rà soát lại hệ thống để đảm bảo an ninh mạng, bởi đảm bảo an ninh uy tín chính là trách nhiệm của công ty với các nhà đầu tư. Và nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.